Mỹ đang có dấu hiệu mất dần kiên nhẫn trước sự chần chừ của Liên minh châu Âu-EU trong việc ra quyết định trừng phạt bổ sung Nga và cho biết Washington sẵn sàng hành động đơn phương cho vấn đề này. Theo như AFP, một quan chức cấp cao yêu cầu giấu tên của chính quyền Washington cho biết Mỹ đã chuẩn bị một loạt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhắm vào nền kinh tế Nga. Những biện pháp này sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Barack Obama để lựa chọn và áp dụng trong trường hợp EU từ chối có bước đi tương tự trong hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong ngày hôm nay 16 tháng 7. Cho đến nay, EU vẫn chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga, bất chấp những áp lực mạnh mẽ từ phía Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu Ban Năng lượng của Ủy ban châu Âu EC, Dominic Ristori vào ngày hôm qua 15 tháng 7 cho biết Liên minh châu Âu EU không có ý định trả hộ Ukraine khoản nợ khí đốt mua của Nga.